Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Rồi, nay lên cho anh em một cái đầu máy nén anh em. Một cái nén xịt thuốc nè. Xịt thuốc rửa xe với một con đầm bàn nữa nha. Con đầm bàn. Rồi, con này, con máy nén này cây nó là mới nha anh em. Này rửa mới nha. Bao lăn cho anh em nha. Bao lăn ha. Rồi còn qua anh hồi hút xả là đầy đủ hết nè, đồng hồ còn luôn nha. Rồi con này bán anh em 1 triệu, con này bán anh em 1.350.000 ha, chưa bao gồm cái vận chuyển anh em, anh giao bằng luôn nè, 1.350.000 ha. Nè thông số của nó nè anh em đó. Rồi anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo, em có ghi với phần tiêu đề ha, Zalo em cũng là số luôn đó luôn nha. Rồi một con đầm bàn, con này bán cho anh em đây thông số còn niêm yết của công trình luôn nha. Con này nước sơn này không biết cái sơn từ bản gì vậy ha, mua sao bán vậy anh em. Rồi con này bán cho anh em là một triệu ha, con này bán anh em 1 triệu nha. Con này đầm 46 kg anh em, thì đầy đủ ha, dây cu go với bố rồi em sẽ để vô cho anh em nè, nó nè tháo gời ra ha. Rồi đầm bàn 1 triệu. Rồi anh em mua thì cứ liên hệ em.